Nào, chào mọi người nha, có chị nào đang xem live của em chưa ạ? Chị nào đang xem live của em và lên chấm bài cho em nào, chấm bài em xả hàng đấy ạ. Xả rất là nhiều mặt hàng trong ngày hôm nay luôn nha. Chị nào đang xem live và lên chấm bài và chia sẻ bài giúp em nha. Ngày hôm nay sẽ xả hàng các loại áo khoác đồng giá là 25k đấy ạ. Duy nhất một like thôi nhá, cho chị nào chia sẻ bài nào. Xỉ quần áo có chị ạ, có xỉ nhá. Chào chị Nguyễn Thị Ái Linh nha. Ai đang xem live chấm bài giúp em nào các chị ơi. Chấm bài nào, xả hàng toàn bộ tất cả các sản phẩm là 25k, duy nhất một like ngày hôm nay ạ. Cho chị nào chia sẻ bài, mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Chị nào xem live chia sẻ bài giúp em nha. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào, nhanh tay lên đi nào. Chia sẻ bài cho em mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Áo khoác bên nhà em dành cho cả nam cả nữ chị ơi, mấy mẫu này là dành cho cả nam cả nữ mà. Hôm nay em xả toàn bộ sản phẩm là 25k cho chị nào chia sẻ bài đi ạ. Mỗi người chỉ cần giúp em chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Nào, chia sẻ bài nào, ai đang xem like và lên chấm bài và chia sẻ bài giúp em đi ạ. Em xả một like duy nhất tất cả các sản phẩm là 25k nha. Áo khoác bò và áo khoác da nha. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ nào. Mỗi người chỉ cần tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân thôi ạ. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Nhanh tay nào, 25k nào. Xả hàng toàn bộ tất cả các sản phẩm đồng giá là 25k trong vòng 15 phút đầu ạ. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Chị ơi, không chia sẻ không đủ đâu chị ơi, chia sẻ đủ. À, chia sẻ không đủ thì không được đâu chị Nga Nga nhá. Áo khoác là 25 chị ơi, em xả 25k một áo nào. Chị nào xem like chia sẻ bài cho em đi ạ. Thảo chị Đỗ Nguyên nha, thấy rồi nha. Xả toàn bộ hàng đồng giá là 25k một sản phẩm nha. Ok, chị Nguyễn Thị Ái Linh nào, chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em ạ. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại để em cho đơn nha. Áo khoác bò lông và áo khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, thấy chị Đỗ Nguyên rồi ạ. Chỉ cần giúp em chia sẻ bài tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nhá. Bé trai bé gái đều mặc vừa nha. Chị Đỗ Nguyên chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 25k đấy ạ. Nào nhanh tay nào. Áo khoác jean đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Khoác da đen, khoác da đỏ nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đủ size cho bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Nào chị nào lấy mẫu gì chia sẻ bài cho em luôn đi ạ. Em xả một like duy nhất thân tất cả ngày hôm nay nha. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đi ạ. Áo khoác kaki 4 màu đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Ai lấy mẫu gì comment luôn cho em đi nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa luôn ạ. Nào nhanh tay nào. Áo khoác da có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo ạ. Áo jean đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Hôm nay xả toàn bộ hàng lót lông nha. Toàn bộ hàng lót lông đồng giá là 25k nào. Dành cho chị nào chia sẻ bài ạ. 25k một áo, chị ơi giúp em chia sẻ bài đi ạ. Em xả duy nhất 15 phút nha. Mỗi người giúp em chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm nha. Ok chị Ái Linh nào. 25k một áo chị ơi, chia sẻ trên 30 nhóm được miễn ship nha. Hôm nay chị nào chia sẻ trên 30 nhóm được miễn ship ạ. Em xả duy nhất một like ngày hôm nay 15k một sản phẩm nào. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Nào hai lứa chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào, chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi chị ơi. Nào chia sẻ bài nhiệt tình lên giúp em nha. Hôm nay xả toàn bộ sản phẩm là 25k đây ạ. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Áo bò 27 cân vừa đấy chị ơi, chị lấy mẫu gì comment luôn cho em đi nào. Lấy mẫu gì comment luôn cho em đi nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Áo khoác kaki tất cả 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, bên trong là lót lông này, đủ size từ 7 cân đến 30 cân, xả trong vòng 15 phút nha. Bò lông xanh xám luôn nha. Mỗi người giúp em 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân ạ. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám nhá. 25k một áo chị ơi, toàn bộ áo khoác xả với giá là 25k nha. Khoác phao, khoác jean đủ giá từ 25k, áo da này, áo da, áo bò này. Chia sẻ bài, ok chị Maria Lan Anh nào. Ai chia sẻ rồi để lại số điện thoại ạ. Nhớ là 30 nhóm được miễn phí ship nha. Chị nào chia sẻ cho em 30 nhóm ngày hôm nay được miễn phí ship tận nhà nào. Nguyệt Nga chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Lấy sản phẩm gì comment vào đây luôn nào. Toàn bộ sản phẩm là 25k nào. Ok, chào chị Thảo Minh nha. Chia sẻ để lại số điện thoại ạ. Không quan trọng để lại số điện thoại nào. Em xả một like buổi chiều ngày hôm nay nữa thôi. 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Lan Anh chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Lấy vừa thôi chị ơi. Chị lấy vừa thôi, khiếp, chia sẻ gì mà lấy nhiều thế. Nào nhanh tay lên đi nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái nha.
Ai lấy mẫu gì comment luôn cho em đi ạ. Đồ bên nhà em xả chỉ dành cho chị nào chia sẻ bài thôi ạ. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm nha. Thấy chị Trần Trang rồi ạ. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc đẹp luôn nha. 25k một áo nào. Chào chị Thúy Hoàng nhớ. Thảo Minh chia sẻ chưa chị ơi? Không chia sẻ bài không chốt đơn đâu nha. Mà comment số điện thoại nha. Nhớ là chỉ chia sẻ bài mới được chốt ạ. Ok, chị một mình chốt luôn miễn phí ship này. 35 nhóm miễn phí ship luôn nha. Các chị có bao nhiêu nhóm chia sẻ hết luôn để ủng hộ em nào. 25k một sản phẩm nào. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Áo bò lông bên nhà em dành cho cả trai cả gái luôn chị ơi. Nhanh tay lên đi nào. Bé trai và bé gái đều mặc vừa chị ạ. Áo bò, áo kaki có tất cả là 4 màu nha chị ơi. Áo kaki có tất cả là 4 màu. Trang Dương chia sẻ rồi để lại số điện thoại đi ạ. Trang Dương chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo kaki tất cả 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Kaki này, bò lông này, mẫu nào cũng có này. Giúp em chia sẻ bài đi các chị ơi. Đủ size cho các bé luôn ạ. Áo kaki 4 màu, màu đỏ, màu xanh, màu hồng, màu đen nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại chị ơi. Không chia sẻ đủ thì không được gọi chị ạ. Áo bò lông xanh xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc vừa nha. Nào nhanh tay lên đi nào. Nào ok chị một mình nào. Cái đấy em chịu chị ạ. Chắc là cái nhóm đấy người ta không duyệt bài hay là sao đấy nhá. Áo bò lông xanh xám đủ size cho bé từ 7 đến 30 cân. Ok Thúy Hoàng nào. Xả duy nhất trong vòng 15 phút toàn bộ hàng áo kaki, áo da, áo bò lông ạ. 25k một sản phẩm cho chị nào chia sẻ bài nha. Nào ok nha. 25k một sản phẩm chị ơi. Ok chị Đỗ Nguyên này. Áo kaki đủ size nhá. Áo kaki này là lót lông nha. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Xả một like ngày hôm nay thôi ạ. Trai gái được mặc vừa nha. Ok Ngô Thanh Hợp nha. Các chị ơi có bao nhiêu nhóm chia sẻ hết luôn cho em để ủng hộ em nào. 25k một sản phẩm đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị một mình nha. 30 nhóm miễn phí ship rồi chị ơi. 30 nhóm nha. Ok chị không quan trọng nào. Chị Tô Nguyễn ok này. Để lại số điện thoại nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái ạ. Nhanh tay luôn nha. Em xả duy nhất like này thôi. Mua 2 lần toàn gửi hàng lộn không à. Inbox cho em chị nhá. Chị Phạm, chị Vân Nhi nhá. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại cho em nha. Áo khoác kaki lót lông này đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Ok Hà Moon chia sẻ rồi nào. Không nhờ nhanh tay nào để lại số điện thoại cho em đi nào. Ok chị một mình nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái chị ạ. Chị Vân Nhi ơi inbox cho em đi chị ơi. Hỏi ở đây em có là người gửi hàng cho chị đâu mà em giải quyết được chị. Ok chị Nguyễn Thu Hương nha. Áo khoác kaki có tất cả là 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị Hà Lê nhá. Bò lông xanh xám 7 cân đến 30 cân nào. Chia sẻ bài nào. Áo khoác bò lót lông xanh, áo khoác bò lót lông xám này. Giúp em chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Ok bé Hân và hai đứa nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại ạ. Áo nâu cũng là 25k đúng rồi chị ơi. Áo nào cũng là 25k nhá. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị bé Nguyễn nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Mỗi người giúp em tối thiểu 10 hội nhóm ạ. Sau khi đã chia sẻ rồi ghi cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại đây nha. 25k một sản phẩm. Tất cả những cái em dơ lên đều có giá là 25k nhá. Áo da đen, áo da đỏ nào. Áo da mặc rất là đẹp mùa này luôn đấy ạ. Ok chị Trần Trang nào. Em nhận đơn duy nhất buổi chiều ngày hôm nay nha. Ai lấy mẫu gì comment luôn nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Phương Anh Chibi nhá. Áo màu xanh, màu xám, màu nào cũng có chị ạ. Giúp em chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt này. Có 17 cân đấy chị ơi. Bò lông xanh xám có 17 cân nha. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Thu Hường chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em luôn đi ạ. 25k một áo khoác bò lót lông nha. Nào nhanh tay nào em xả trong vòng 15 phút thôi ạ. Ai lấy mẫu gì comment luôn, chiều nay em sẽ gửi hàng nhớ. Toàn bộ hàng xả với giá là 25k cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ nha. Chị nào đang xem live giúp em chia sẻ bài nha. Ok, chị một mình này, hai lúa thế rồi này. Áo khoác bò lót lông xanh, áo khoác bò lót lông xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân ạ. Ok, chị Xuân Linh nha. Hà Moon thêm hai nhóm nữa đi chị ơi, em xả 15 phút thôi. Ok, Xuân Lan này. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái này. Nào 10 phút nữa nào. Áo khoác bò lót lông xanh xám ạ. Áo da cũng có giá là 25 chị ơi. Áo da 25 nha. Áo da 25 cho chị nào chia sẻ bài nha. Em xả rất là rẻ rồi đấy ạ. Toàn bộ hàng là 25k cho chị nào ngay bây giờ chia sẻ bài giúp em ạ. Mỗi người chỉ cần giúp em chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm thôi nha. Ok không quan trọng nha. Nga lèo thế rồi này. 7 cân đến 30 cân vừa chị ơi. 25k một áo size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Bò lót lông xanh xám này. Áo da đen, áo da đỏ
đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Chị Thúy Nga ơi chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nó ok Xuân Lan nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. Áo da đen, áo da đỏ 25k nha. Ok Nguyễn Dung nha. Chia sẻ cho em đi nào. Ok chị một mình này. Bé Nguyễn thêm 2 nhóm đi chị ơi. Nhớ cho em là 30 nhóm được miễn phí ship nha. Chị nào chia sẻ 30 nhóm cho comment vào đây ạ. Ai chia sẻ trên 30 nhóm sẽ được miễn phí ship nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ và áo khoác bò lót lông này, size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, trai gái đều mặc đẹp hết nha. Nào nhanh tay nha. Ok Hà Mun nha. À 25k chị ạ. 25k áo bò lông 25k nào. Chia sẻ bà cho em đi, em cho đơn luôn nhá. Ok Hoàng Anh nha. Nào Bảo Thanh chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. Mỗi người 10 hội nhóm trên 30 nhóm được miễn ship chị ạ. Không chia sẻ thì không được mua đâu chị ơi, không chia sẻ không bán đâu. Tại vì cái hàng này là hàng chỉ để bán chia sẻ thôi. Ok bé Nguyễn để lại số điện thoại nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân ạ. Di lê thì không có rồi. Ok Giang Nguyễn nha. Em xả trong vòng 15 phút thôi chị ơi. Áo phao có nhá. Áo phao di lê không có đâu chị ơi, áo phao thì có. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn vào đây nào. Em xả toàn bộ sản phẩm là 25k duy nhất một like ngày hôm nay đấy ạ. Ok chị Xuân Mai nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 đến 30 cân. Ok Phương Anh Chibi này. Các chị lấy mẫu nào comment luôn vào đây nào. 15 phút nào, xả trong vòng 15 phút toàn bộ sản phẩm là 25k nào. Ok Nhung Sa nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em ạ. 25k một sản phẩm nhá. 30 nhóm được miễn phí ship chị ơi. Khởi phẩm Mỹ chia sẻ thêm 2 nhóm nào. 30 nhóm được miễn phí ship nha. Trên 30 nhóm được miễn phí ship luôn. Mọi người nhanh tay để lại số điện thoại cho em ở đây ạ. 25k một áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Ok chị Châu Subin nào, Bích Hồng thế rồi này. Xanh xám đều con gái, con trai đều mặc được các chị ạ. Trai gái đều mặc được nha. Xanh xám bò lông này, áo da đen, áo da đỏ này. Mỗi người giúp em chia sẻ bài tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Ok Châu Subin nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái luôn ạ. Áo khoác kaki lót lông 7 cân đến 30 cân 25k một áo nào. Kaki lót lông tất cả 4 màu 7 cân đến 30 cân. Ok Châu Subin này. Chị nào lấy mẫu gì comment nhiệt tình luôn ở đây ạ. Em vẫn đang bán áo bò nhá, 25k một áo nha. Ok chị Nobita chia sẻ đi chị ơi, không chia sẻ bài không chốt đơn đâu. Chị nào đang xem live quay ra mỗi người chia sẻ cho em thêm 2-3 nhóm đi nào. Ok chị Nam Minh Phạm nha, lưu ly thế rồi này. Ai đang xem live quay ra chia sẻ mỗi người 2-3 nhóm cho em đi ạ. Lily để lại số điện thoại nha. 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo khoác kaki lót lông này, màu hồng và màu be ạ. Màu hồng và màu be cũng rất là xinh. À màu này là màu nâu đất nha. 7 cân đến 30 cân bé Nguyễn này. Trai gái đều mặc được chị ơi. Chị nào con gái thì có thể lấy màu hồng nhá. Màu hồng rất là xinh luôn. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Ok Đoàn Tưới nào. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Áo khoác kaki lót lông nha. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân cho em nào. Ok chị bé Nguyễn ạ. Thúy Hoàng thấy rồi nha. 25k một sản phẩm chị ơi, đủ size từ 7 đến 30 cân luôn nhá. Nhanh tay nào. Em xả trong vòng 15 phút thôi, chị nào lấy mẫu gì comment luôn ạ. Miễn phí ship Bảo Thanh nha. 30 nhóm miễn phí ship nha, các chị còn 5 phút nữa nào, giúp em chia sẻ bài nào. Nghi Tạ chia sẻ rồi để lại số điện thoại ạ. Áo khoác này là bên trong lót lông 100% luôn nhá. Chị nào có nhu cầu nhìn này. Bên trong lót lông 100% rất là ấm luôn nha. Áo phao tí nữa em bán chị ạ. Ok chị Hương Vi Nguyễn nha, áo kaki ok nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái. Chị ơi lấy thêm thì phải chia sẻ thêm nhá. Áo bò lông xanh có cho bé 13 cân luôn. Có cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân. Áo kaki, áo da, áo bò lông ạ. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại nào. Ok Thúy Hoàng này, từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ nha. Chia sẻ bài nào. 25k ok á, 25k vàng có 25 cân chị ơi. Bò lông xanh, bò lông xám này, 25k một áo nha. Chị nào lấy áo bò comment vào đây ạ. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Ok chị Bông Sen này. Em xả với giá là 25k một áo cho mọi người nhanh tay lên đi ạ. Một like duy nhất nha. Chiều nay em sẽ chốt đơn luôn nào. 25k một áo chị ạ. Một mình ok nha. Chị Nguyễn Dung ok này. Các bên nhân viên nhà em đang đóng hàng rồi. Mọi người đặt luôn cho em để em vào lên đơn gửi đi luôn ạ. 25k một áo đủ size cho bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Tất cả các áo đều có size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo da 14 cân ok, chị để lại số điện thoại nào. 25k một áo bò lông ạ. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 25k nha. Ok chị Huệ Phương Trần này. Bé trai bé gái được mặc vừa nha.
Bò lót lông xanh, bò lót lông xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Nhung size nhá, ok chị Hoa Đoàn nha. Chia sẻ thêm hai ba nhóm nữa cho em đi chị ơi. Ai đang xem live chia sẻ thêm cho em đi nào. Ok Lưu Ly này, áo khoác da màu đen, áo khoác da màu đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân ạ. Mỗi người giúp em chia sẻ thêm mấy nhóm nữa đi nào, ba nhóm nữa nha. Mỗi người chia sẻ thêm ba nhóm nữa cho em nha. Ok chị ơi có 7 cân ạ. Có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhớ, em xả nốt một like này thôi. Áo bò lông 16 cân ok nha. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn nào. Áo bò, áo da và áo kaki em có size cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân luôn ạ. Ok Lưu Ly này, da đen, da đỏ nha. Lấy mẫu gì comment luôn nào. Trai gái đều mặc đẹp, chị ơi áo nào cũng là 25k nhớ. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chia sẻ bài nhiệt tình lên cho em đi nào. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân em chốt đơn ạ. Nhanh tay nào chị ơi, nhanh tay nào. Ok chị Toàn Trần Minh thấy rồi chị ơi. Mỗi người chia sẻ cho em thêm 2 nhóm nữa chưa. Ok Hà Mun nha. Nobita thấy rồi này. Em xả một like ngày hôm nay tất cả các sản phẩm là 25k. Mọi người không chia sẻ lên em không chốt đơn đâu ạ. Ok Ánh Mặt Trời nha. Từ 7 cân đến 30 cân vừa chị ơi. Có cả áo kaki cả bò lông nhá. Nhanh tay nào, có chị nào nữa không. 25k một sản phẩm chị ơi. Tất cả các mẫu đều là 25k nha. Chia sẻ bài mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân cho em luôn nha. Ok chị Kỳ Võ nào nhìn thấy rồi ạ. À? Áo bò xanh xám đủ size cho bé từ 7 cân đến 30 cân chị ơi. Ok Trần Loan nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ nào. Ok chị Mỹ Duyên nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái luôn ạ. Da đen, da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok Ngọc Ánh Dương nha. Bé trai bé gái được mặc vừa chị ạ. 25k chị ơi, 25k một áo nha. Ai lấy mẫu gì comment luôn nào. Ok Xuyến Trần này, một lát nữa thì em sẽ bán áo phao chị nhá. Một phút nữa nha. Ok chị Nga Lèo nào. 30 nhóm miễn phí ship, chị nào chia sẻ 30 nhóm cho comment vào đây ạ. Kim Huệ ơi áo phao tí nữa em bán chị ạ. Tí nữa em bán áo phao, bây giờ em chỉ xả 25k thôi. Ok chị Nguyệt Ánh nha, Nguyệt Ánh để lại số điện thoại cho em nha. Ok chị Hằng Phạm nào. Phí ship 30.000 toàn quốc, nhưng mà chị nào chia sẻ trên 30 nhóm thì sẽ được miễn phí ship luôn nhá. Ok chị Nobita này. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 đến 30 cân. Ok chị Trần Minh nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. Quần bò có chị ơi, tí nữa em bán quần bò. Chị nào xem live của em thì tí nữa sẽ có bán hàng và sẽ xả rất là nhiều mẫu nha. Sẽ xem live của em nha. Chốt hàng đi chị ơi, chiều nay sẽ chốt luôn ạ. Ok chị Nga Lèo nha, 30 nhóm miễn phí ship nào. Quần bò áo phao thì đợi xem live của em, một lát nữa em bán ạ. Bây giờ em chỉ xả những cái hàng này thôi. Chị nào có nhu cầu mua thì ấy đi, tí nữa em sẽ xả hàng giá rẻ nhá. Còn chị nào nữa không, nhanh tay nào. Áo da 100, áo da 25.000 một áo nha. Xuân Mai miễn phí ship nha. Ok Linh Di này, nhanh tay đặt nốt cho em đi nào, em chuẩn bị bán hàng rồi đây. Chị nào lấy mẫu gì comment nốt cho em luôn đi ạ. À. Em chuẩn bị xả hàng bây giờ rồi đấy nhá. Còn chị nào nữa không? Hết 15 phút là em không giả đâu. Ngắm cho em những mẫu này đi nào. Chuẩn bị bán hàng nào. Chị nào đang xem like ngắm cho em những mẫu này đi ạ. À. Áo bò lót lông 130.000 nha. Nào, chị nào mà đã chia sẻ rồi, chiều nay em sẽ gửi hàng luôn cho các chị. Còn bây giờ em sẽ bán hàng. Mọi người dừng comment với giá là 25k nha. Mọi người dừng comment với giá là 25k. Bây giờ là thời gian bán hàng rồi ạ. À. Áo khoác bò lót lông ngày hôm nay nào. Áo khoác bò lót lông 100% rất là ấm nha. Cực kỳ dày và ấm ạ. Rất hợp cho bé trai và bé gái đều mặc được luôn nhá. Đủ size từ 7 cân đến 26 cân nha. Em xả 130.000 một áo đủ size cho các bé từ 7 đến 26 cân ạ. Áo bò lót lông 130.000 nha. Chị nào vừa hỏi quần nhở. Quần bò hôm nay em vẫn bán 110.000 một quần nha. Mua 2 quần là 100.000 nha. Quần này hôm nay em vẫn bán là 110.000 một quần ạ. Mua từ 2 quần còn 100.000. Áo bò lông xanh xám là 130. Chị nào đặt hàng mẫu nào để là địa chỉ số điện thoại ạ. Quần bò 110.000, áo bò lông xanh, áo bò lông xám 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng áo bò lót lông để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn cho em nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám 130.000 một áo cho các bé từ 7 cân đến 26 cân ạ. Chị Lưu Ly ơi, em xả áo bò 130 nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, 7 cân đến 26 cân nào. Bây giờ chị nào comment 25k nữa em xin phép hủy đơn nhá. Bây giờ là thời gian bán hàng rồi ạ. Chị nào mua hàng thì comment vào đây luôn nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đây là 130.000, 7 cân đến 26 cân. Chị nào lấy không ạ? Bò lông xanh xám 130.000 nha. Hủy đơn Vũ Thị Kiều, Sumi Trần hủy. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đây là 130.000, 7 cân đến 26 cân. Còn quần bò là giá 110.000 nha. Chị nào mua từ 2 quần thì sẽ chỉ còn 100.000 một quần bò thôi ạ. Quần bò 110.000, nếu mà mua từ 2 quần sẽ chỉ còn 100.000 nha. Đặt hàng mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại cho em nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000, áo da cũng 130 nha.
Áo kaki vàng này cũng 130 này. Áo da đen, áo da nâu 130.000 nha. Chị nào lấy mẫu gì để đặt địa chỉ số điện thoại nào, hủy đơn của chị Lưu Ly luôn nhá. Đây ạ. Áo bò lông xanh xám 130, áo da là 130.000 nào. Da đen, da nâu 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo da đen, áo da nâu 130.000 này. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. Chị nào đặt hàng màu áo bò lông và áo da cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò rách xanh, quần bò rách xám 110 nha. Quần bò rách xanh, quần bò rách xám 110.000, nếu mà mua từ hai quần còn 100 nha. 7 cân đến 28 cân ạ. 7 cân đến 28 cân, quần bò 110.000 chị Thanh Kim nhá, quần bò 110 ạ. Áo da 130 chị ơi, áo da 130 hết rồi. Quần bò 110.000 liên lương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò 110.000 mua từ hai quần còn 100.000 nha. Đặt hàng mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Áo da là 130, quần bò 110. Quần bò 110.000, áo da, áo bò lông đồng giá là 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Bò lông 130.000 một áo, áo da đen 130, chị Thắm Phạm để áo da đen để lại địa chỉ số điện thoại nào. Liên Hương ơi, quần bò 13 cân vừa chị ơi, 110.000 một quần nha, mua hai quần còn 100.000 ạ. Áo bò lót lông 28 cân có chị ơi. À, áo bò lót lông chỉ có từ 7 cân đến 26 cân thôi, 130 một áo nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân ạ. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ em cho đơn nào. Bò lót lông xanh xám 130.000 một áo nha. Set bò dài tay 150 nha. Bò lông 130, set bò 150.000, 7 cân đến 28 cân nào. Set bò dài tay xanh xám 150.000 một set, 7 đến 28 cân ạ. Chị nào lấy set bò comment luôn nào. Gucci dài tay theo nha. Áo bò con gái mặc đẹp chị ơi, chị Vũ Thị Kiều nhá, trai gái đều mặc đẹp. Set bò này là 150.000, 7 cân đến 28 cân, còn quần bò là 150 nha. Quần bò là 150.000, 7 cân. À, áo bò là 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Chị Thanh Kim ơi, quần bò 17 cân vừa chị ơi. Quần bò em đã bảo là đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, nên là chị yên tâm nhá, trong khoảng từ 7 đến 28 cân vừa hết. Chị nào đặt thì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò trai gái mà đều mặc được nha. Quần bò 110, áo bò 130 nha. Áo bò là lót lông 100%, mặc rất là mềm luôn ạ. Lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thanh Kim lấy quần bò để lại địa chỉ số điện thoại nha. Quần áo bò cho bé 13 cân, chị Liên Hương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Lấy màu gì nhỉ? Chị Liên Hương lấy màu gì để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn cho em nha. Ai đặt mẫu gì cho em xin thông tin luôn, địa chỉ luôn nha. Địa chỉ luôn chị Liên Hương ơi. Set bò này là 150.000, 7 cân đến 28 cân ạ. Set bò Gucci theo xanh xám này là 150.000 nha. 7 cân đến 28 cân, chị nào lấy set Gucci này để lại địa chỉ số điện thoại ạ. Quần bò 12 cân Thanh Kim có lấy không để lại địa chỉ số điện thoại nào. Hoàng Anh đây, áo bò này không bán nhá. Không chị ơi, đơn hàng nào trên 500.000 thì miễn phí ship nha. Chị nào có đơn hàng trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship ạ. Còn set bò này là 150.000, set bò Gucci dài tay này, hình theo này, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân. Em không miễn phí ship đâu chị ơi, có ship nhưng mà không miễn phí ship đâu nha. Đơn hàng trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship nha. Quần bò 110.000, mua 2 quần còn 100.000 ạ. Quần bò rách, quần bò kaki không có, quần kaki á không có. Áo bò lông viền mũ hết rồi. Quần bò rách xanh, rách xám này là 110.000, mua 2 quần còn 100.000 ạ. Chị nào lấy cái quần bò này để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo dạ 14 cân 130 nha. Áo dạ 99.000 chị ơi. Áo dạ 3 màu be, cam đất và xanh 99.000 một áo nha. Dạ 99.000 đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Chị nào đặt hàng áo khoác dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại em cho đơn nào. Khoác dạ 99.000 nha. Chị Vân ơi để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo bò lông xanh xám 130 nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000, khoác dạ 99.000 ạ. Khoác dạ 3 màu 99.000, bò lông xanh xám 130 nha. Chị Liên Hương để lại địa chỉ nha. Quần bò 22 cân vừa chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại đây cho em ạ. Quần bò bên nhà em 22 cân vừa, chị Thu Thảo Phạm lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Ok chị nhá. Lấy quần bò thì để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn, tại vì em không lấy size cho các chị xem ở đâu ạ. Cửa hàng bên nhà em không ở đây. Quần bò này là 110.000 một quần, nếu mà chị nào mua 2 quần thì sẽ còn 100.000 nhá. Quần bò jean rách 110.000 nha, 7 cân đến 28 cân ạ. Inbox cho em đi chị ơi. Áo dạ này là 99.000, có 3 màu, dạ be, dạ cam đất, dạ xanh này. 99.000 một áo, size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chị nào lấy áo dạ comment luôn nha. Lê Ngọc để lại địa chỉ nào chị ơi. Khoác da con trai gái được mặc vừa 130 một áo, chị Lê Quý nhá, khoác da chỉ có loại này thôi. 130.000 một áo, 7 cân đến 28 cân nha.
Khoác ra em chỉ có loại này giá là 130 thôi nhá. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào, inbox rồi ok nha. Áo da em chỉ bán loại này thôi chị ạ. Áo da 130.000 chỉ bán loại này nha, không bán loại khác nha. Bò lông xám 130 chị Vân ơi. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 7 cân đến 26 cân nha. Chị Vân Vina để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị nào inbox cho em thì inbox luôn cho em để nhân viên có chốt đơn ạ. Áo dạ 99.000 Lê Quý ơi, áo dạ 99.000 7 cân đến 30 cân nha. Dạ ba màu xanh, be và cam đất này, 99.000 một áo 7 cân đến 30 cân nha. Áo bò lót lông xanh xám là từ 7 cân đến 26 cân 130 nào. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 nha. Áo phao thì sao không bán chị ơi. Chị nào lấy mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nha. Áo dạ 99.000, áo bò lông 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Ok chị Lê Ngọc chốt nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đây là 130.000, có size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân ạ. Áo phao đen thì không có. Chị ơi áo khoác đây là áo khoác mà. Áo bò lông này là áo khoác mà, 130.000 một áo nha. Khoác da và khoác bò lông đồng giá là 130.000, đủ size từ 7 cân đến 26 cân nhá. Khoác da và khoác bò lông này. Áo khoa, áo da khóa cổ bé em đã bảo là em không bán rồi chị ơi. Quần một ok nha, chị Lê Ngọc để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo khoác kaki 15 cân đến 28 cân là 130.000 nào. Áo khoác kaki lót lông màu vàng 130.000 một áo nha. Từ 15 cân đến 28 cân nha. Xỉ thì inbox chị Nguyễn Thị Nga ơi, xỉ inbox nha. Chị Mộng Liên ơi, quần bò không có 30 cân đâu, đừng đặt nhá. Quần bò không có 30 cân đâu. Ok, chị Viên Nga để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Viên Nga, chị Trung Beo Thành Trung để lại địa chỉ số điện thoại nha. Viên Nga và Trung Beo Thành Trung nào. Áo bò, áo kaki này là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Kaki vàng nha, 15 cân đến 25 cân nha. Viên Ngô để lại địa chỉ nào. Ok, chị Hạnh Hồng nhá. Chị Hạnh Hồng ơi, inbox cho em có biết đâu, em phải là người gửi hàng đó chị đâu. Quần bò 20 cân 110.000 một quần nha. Quần bò rách 110.000 một quần 7 cân đến 28 cân. Chị nào lấy quần bò rách comment vào đây ạ. Rách xanh, rách xám 110.000 một quần này, 7 cân đến 28 cân. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. 20 cân vừa đấy chị Khoai Tây ơi. 20 cân vừa đấy chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thành Trung nào, Trung Bảo Thành Trung để lại địa chỉ nha. Trung Béo Thành Trung nha, để lại địa chỉ nào. Quần bò rách xanh rách xám này là 110.000 một quần. Mua 2 quần sẽ còn 100.000 thôi ạ. 20 cân vừa đấy chị Khoai Tây ơi, 20 cân vừa nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa quần ạ. Ai lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em ở đây luôn nhá. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 130.000 này. Màu xanh, màu xám 130 nha. Chị Trung Béo, Trung Béo để lại địa chỉ cho em. Chị ơi em chốt đơn nào. Cho em xin địa chỉ em chốt được đơn nha. 150.000 một áo phao từ 15 cân đến 28 cân ạ. Áo phao xanh rêu và áo phao xám 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy áo phao cho em xin địa chỉ số điện thoại đây luôn nha. Chị Thành Trung để lại địa chỉ nào mọi người ơi. Bây giờ mọi người ít người rồi, các chị có thể hỏi mẫu gì cũng được nhá. Áo phao là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân ạ. Phao xanh, phao xám này 150.000 nha. Chị Bích Biên Thùy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ai lấy mẫu gì để lại địa chỉ luôn chị ơi, chị Thành Trung chưa có địa chỉ nhá. Chị Biên Thùy lấy 2 quần bò là 110.000 một quần, mua 2 quần là 200.000 nha. 2 quần là 200.000, chị Biên Thùy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò rách xanh, quần bò rách xám 110.000 một quần ạ. Mua 2 quần sẽ chỉ còn 100.000 thôi, đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Đặt hàng quần bò cho em xin địa chỉ số điện thoại em cho đơn nha. 20 cân vừa chị ạ, ai lấy quần bò cho em xin thông tin luôn nào. Áo bò lông xanh xám 130, chị Biên Thúy để lại địa chỉ luôn nào. Không có địa chỉ không chốt ở đơn đâu. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130 nha. Áo bò lót lông xanh, bò lót lông xám đây là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Kaki thì có một màu màu vàng thôi, kaki có mỗi màu vàng thôi. Áo bò lông 130 chị Linh nhá. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám đây là 130.000 này. Chị ơi tầm khoảng 2 đến 4 ngày nhận được hàng chị ạ. Kaki có mỗi màu vàng thôi, từ 7 cân đến 15 cân đến 25 cân nha. Kaki có mỗi màu vàng chị Hà Hoàng nhá, còn vàng con canh mặc ý. Nghệ An tầm khoảng 2 đến 4 ngày có nha. Áo phao là không có 8 cân đâu. Áo vàng lót lông này là 100 kaki 130 nhá. Áo kaki vàng 130.000 từ 15 cân đến 28 cân nha, 15 đến 25 cân ạ. Chị nào lấy áo kaki vàng này để lại địa chỉ số điện thoại nào.
150.000, 130.000 một áo ạ. Nào, ship Nghệ An tầm khoảng 2 đến 4 ngày có hàng. Chị ơi, áo phao đen em không bán. Ok chị Biên Thùy nhá. Chị Vân Vina lấy bò lông xám có địa chỉ số điện thoại chưa chị ơi? Không có, không chốt đơn đâu nha. Áo phao parka không, không có nhá. Quần bò 110.000 nha. Quần bò lót lông xanh, lót lông xám 110.000, mua 2 quần còn 100.000 ạ. Chị Hành Hồng ơi, ok nha. Quần bò rách xanh, rách xám này là quần bò rách, không phải quần bò lót lông đâu chị ơi. Quần bò này là quần bò rách nha, 110.000 nha. Chị Mộng Liên để lại địa chỉ cho em nào chị ơi. Chị Mộng Liên để lại địa chỉ nào. Quần bò lót lông không có. Đây là quần bò rách 110.000 một quần, quần bò thường nhá. Quần bò rách xanh, rách xám 110.000, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào mua 2 quần sẽ chỉ còn 200.000 2 quần thôi ạ. Áo bò từ 7 đến 26 cân ok Hoa Nguyễn chốt nha. Áo bò lông xanh xám là từ 7 cân đến 26 cân vừa chị ơi. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám 7 đến 26 cân vừa nào. Chị nào đặt hàng áo bò lót lông cho em xin địa chỉ số điện thoại em chốt đơn nào. 7 cân đến 26 cân vừa mua 2 cái áo khoác lót lông bao nhiêu? 2 cái áo khoác, một áo là 130 thì mua 2 áo là 260 chị Thanh Kim ơi. Mua 2 áo thì là 260 nhá. Quần bò mềm chị ơi, quần bò rất mềm luôn nha. Quần bò chất dày dặn này cực kỳ mềm luôn, 110.000 một quần, mua 2 quần còn 100 ạ. Mua 2 quần sẽ còn 100.000 nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đây là 130.000 7 cân đến 26 cân nha. Chị Thanh Kim lấy áo thì cho em xin địa chỉ số điện thoại nhá. Đơn hàng trên 500.000 thì em sẽ có hỗ trợ phí ship nhá, phí ship miễn phí ship luôn. Miễn phí ship cho chị nào đơn hàng trên 500.000 nha. Áo khoác dạ 99.000 ạ. Áo màu vàng lót lông có 7 cân không? Không có chị ạ, hết 7 cân rồi. Áo màu vàng lót lông còn từ 15 cân. Áo jean không nón không có. Áo bò lót lông xanh xám là chỉ có loại có mũ thôi. 130.000 một áo từ 7 cân đến 26 cân nha. Chị nào lấy áo bò lót lông này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò mềm chị Nga Mi ơi, quần bò mềm nhá. Chị Hồng Liên cho em xin địa chỉ chị ơi. Quần Hồng Liên cho em xin địa chỉ nào. Quần bò 110.000, nếu mà mua 2 quần sẽ chỉ còn 100.000 một quần thôi ạ. Áo phao này là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Áo phao 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Có 10 cân chị Hoàng Mạnh Tài ơi, 10 cân mặc mẫu gì được nhá. 10 cân chị mua cái gì nhỉ? Áo dạ này 99.000 3 màu này. Áo phao này là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Phao 150.000 nha. Mua 2 áo không bớt giá hả em? Không chị ơi, không bớt ở đâu, em đã bán rẻ rồi mà. Bán trên live là bán rẻ nhất rồi, nếu mà ra shop mua không có giá này đâu. Áo bò 40 cân không vừa đâu ạ. Áo dạ 30 cân có chị ơi, áo dạ 99.000 30 cân vừa nha. Áo dạ màu be, màu xanh, màu cam đất 30 cân vừa nha, 99.000 một áo chị ạ. Dạ này là dạ hàn nhá. Áo dạ hàn 99.000 một áo, chị nào đặt cho em xin địa chỉ số điện thoại đi các chị ơi. 99.000 một áo dạ hàn này, từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc được các chị ạ. Áo phao chỉ có cái dáng ngắn đấy thôi. Không có áo phao dáng dài đâu chị ạ. Chị Hoàng Mạnh Tài em 10 cân vừa đấy, chị lấy mẫu gì nhỉ? Áo khoác dạ này là 99.000 một áo, size đủ cho các bé từ 7 cân đến 20 đến 30 cân luôn nha. Chị Trang Anh Hoàng ơi, chị đặt cái gì đấy? Đơn của chị chắc là em gửi rồi đấy. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Alo ạ. Dạ. Không, cho đang ở trường, cho đang đi thi. Vâng vâng vâng. Để cháu gửi nhá. Từ từ thì cháu gọi lại nhá. Từ từ đã. Dạ không biết. Tí nữa cháu gửi gọi lại nhá. Từ từ cháu tính đã nhá. Ok chị Phạm Quyên nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại cho em nào. Áo khoác cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Set bò ngắn có 28 cân chị ơi. Set bò là 150 nhá. Có 28 cân đấy ạ. Áo khoác dạ đủ size nha. Bộ màu xanh là 150 chị Lâm Hồ ơi. Bộ màu xanh này là 150.000 đủ size cho các bé từ 7 cân đến bộ màu xanh này có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, nó là 150.000 chị ạ. Ok chị Phạm Quyên nha. Ai lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Set bò này là 150.000 7 cân đến 30 cân đấy ạ. Set bò size dài tay xanh xám này là 150.000 nha. Size đủ cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nào chị nào lấy mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại nào. Set bò dài tay xanh xám ạ.
Áo bò màu xanh bao nhiêu? Bộ màu xanh này là 150 chị ơi. Bộ ngắn thì có 25 cân nhá. Bộ ngắn cũng thế chị ạ. Bộ bò ngắn thì cũng là 150.000 ạ. Set bò dài tay xanh xám này là 150.000, 7 cân đến 28 cân nha. Quần jean phía sau á, quần jean phía sau nó là quần sọc chị ơi. Quần sọc từ 15 cân đến 28 cân 110 nhá. Quần sọc từ 15 cân đến 28 cân 110.000 một quần nha. Lấy quần này cho em xin địa chỉ số điện thoại chị ơi. 110.000 một quần, mua 2 quần còn 100.000 ạ. Áo jean á, phía sau cho xem quần jean. Quần jean sọc này là 110.000, mua 2 quần còn 100.000 nha. Đặt hàng quần jean để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò lông 30 cân. Áo bò lông 30 cân thì không vừa rồi chị ạ. Bò lông chỉ có cho các bé từ 7 cân đến 26 cân thôi. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám thì chỉ có cho các bé từ 7 cân đến 26 cân thôi ạ. Bộ bò màu xanh 150 chị Long Hồ Long Hồ ơi, bộ bò xanh 150 nha. Chị nào đặt mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đem cho đơn nào. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám này. Chị Nguyễn Thị Kim Vân ơi, set bạn nữ có mặc được không nhỉ? Có chị ơi, trai gái đều mặc được nhá. Set bò Gucci theo này này, trai gái đều mặc được, 150.000 một set nha. Set bò Gucci theo 150.000, 7 cân đến 28 cân nha. Áo da màu kem á, áo da màu kem, áo dạ màu kem mà chị ơi, 99 như một áo nha. Áo dạ 99 như một áo có màu kem đấy chị ơi. Áo dạ đây 99 như một áo có màu kem nha, 7 cân đến 30 cân nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò không lót lông chị ơi. Quần bò đấy là quần bò thường mà, có phải quần bò lót lông đâu, quần bò thường nhá. Áo khoác jean là 130 chị Lăng Hồ nhá. Áo khoác jean 130.000, 7 đến 26 cân nha. Áo khoác bò lót lông xanh xám này là 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. Chị nào lấy áo bò lót lông này để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nào. Bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Áo dạ này là 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nha. Dạ màu be, màu cam đất, màu xanh 99.000 một áo dạ nào. Đặt hàng áo dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Set bò không có 30 cân chị ơi, set bò chỉ có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân thôi. Set bò chỉ có từ 7 cân đến 28 cân thôi nha. Bộ này là 150 này. Áo dạ bé gái 14-15 cân. Áo dạ 99.000 có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Áo dạ 99.000 một áo, màu cam đất, màu be và màu xanh nha. Từ 7 cân đến 30 cân. Chị nào lấy áo dạ này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Dạ 3 màu nha. Cam đất, be và xanh 99.000 một áo ạ. 30 cân không có chị ơi, áo dạ này là 99.000 nhá, 7 đến 30 cân ạ. Quần bò lót lông có size cho bé 7 tuổi không chị? Chị ơi, chỉ là quần bò thường thôi, quần bò 110.000 quần bò thường nhá. Chị Loan Trúc lấy áo dạ cho bé gái 14-15 cân để lại địa chỉ số điện thoại nào. Dạ 99.000 một áo nha chị ơi, lấy màu kem hay là màu be hay là màu xanh nào? Màu cam đất, màu be và màu xanh 99.000 một áo nha.